Trời ơi chị gì? Dạo này body chị đẹp quá à. Ôi tập luyện chăm chỉ mà. Trời ơi, không biết khi nào em tới tuổi của chị á, không biết em được đẹp như chị không nữa. Trời, nhớ bữa cái hộp chu fit chị đưa không? Dạ nhớ. Về uống cho chị đều, tập luyện đều thì em cũng đẹp. Ủa, chị, anh Duy đẹp trai tới kìa chị. Dữ vậy hả? Trời ơi, ảnh đẹp trai quá mà. Tao thử đi. Thôi, em thử rồi không được. Mấy lần rồi. Mày trẻ đẹp mà tí. Anh Duy, em đang tập đằng kia kìa. Mà mấy cái bài đó khó quá. Em tập không được. Anh chỉ em được không? Thôi, anh sắp có khách rồi. Vậy tối nay anh đi coi phim với em được không? Anh ngán ăn LCD rồi em. Thôi về tự tập đi. Nhớ độ lên Paramount đó. Sao? Không được chị ơi. Sao không được? Anh chê em chê gì? Lép. Mày mà lép hả? Ông chê em quá trời luôn. Khó hả ta? Không ấy chị thử đi. Chị thử coi. Rồi. Để nó chế. Cố lên chị. Gì nữa? Dạo này thấy bự cứng ghê nhỉ. Nghề mà, vậy thôi. Anh, có cái bài squat khó quá, em không biết tập. Anh chỉ em nha. Thôi bớt diễn đi. Sao nhở? Trời đất ơi. Đi. Nhìn lại mình đi. Em sao? Em á, ngoài cái già ra đó, ngoài cái mông to ra, da mặt trắng ra. Cái gì nữa? Còn nhiêu tại hả? Thôi, chỗ tao làm ăn đi ra đi. Chỗ tao làm ăn. Cái gì? Cái gì nó cũng phải có giá trị thương mại của nó. Trời ơi, thằng Duy Nguyễn là nó không có tiền nó mướn BT hay sao mà tự nhiên cái phòng gym vậy đâu mà tạ quăng tá lả hết. Em tập gì vậy? Dạ em tập squat. Không phải vậy. Dạ không phải dạ anh. Không phải vậy. Cái bài squat là không phải tập vậy. Em tập vậy là sai rồi. Nó bài squat là đầu tiên thôi bỏ này đi, cái này là của mấy thằng đàn ông nó tập nó cởi trần trong phòng gym á, mồ hôi nó ra thấm vô đây ghê. À, rồi bài squat là em phải tập vậy. Đó, bắn cái chân ra đúng không, xuống. Khó lắm rồi, bài này phải có người chỉ nha. Nhưng mà phải có người chỉ chứ mình đừng gãy lưng chết luôn á. Nó xấu là nó làm mà nó gãy lưng. Rồi, em tập giống anh vậy đó mà tập nhẹ thôi. Tập nhẹ thôi. Dạ. Mình có cái gì đỡ cái lưng không anh? À quên rồi, xin lỗi em, anh sai quá. Quên, con gái là phải có cái này. Phải có cái ba bắp THOL gắn vô để không nó đau, nó đau dai. Quên. Đầu tiên, mới vô cái này kỹ em, xài đầu tiên chứ đừng xài đầu trong phòng kia. Thôi, chặt rồi. Đó. Xuống. Đúng không anh? Đẹp quá. Trời ơi, em xin ra để tập tạ đó em. Đúng. Không em vẫn ngồi tốt thiệt á. Ok. Mà như anh thấy có vẻ nó hơi nhẹ đúng không? Rồi, thôi đúng rồi. Ra đi, anh gắn thêm tạ cho tập. Bên 5 kg. Dạ. Tại em không biết á, cái máy này á là ở trong đây nó giành nhau ghê lắm. Anh nó là cái như quản lý ở trong này. Trong này chỉ thua thằng chủ thôi. Trời, anh giỏi gì hả? là mướn thôi, nhưng mà ý nó cứ là quản lý trong này. Dạ. Đó, vô chủ thôi. Dạ. Chủ muốn cái gì là phải qua anh hết. Dạ. Rồi em vô tập lại đi. Dạ. Em rồi tập đi, anh chỉnh cái chỗ này, cái lưng chỗ này nguy hiểm lắm. Lên sao dữ vậy? Rồi giữ lại. Đừng có ảnh ra nó chấn thương chỗ này chết em. Đúng rồi. Tại vì mấy nhỏ gái nó tưởng á, ảnh ra vậy là tập mông nhưng mà không đúng đâu. Đó. Lên sao dữ vậy? Đừng có ảnh. Rồi xuống. A few minutes later. Ủa mà anh ơi. Ơi. Anh giỏi gì á? Chắc là anh PT chắc tính lịch luôn hả? Trong đó thì cũng đi khách nó tới tầm lum giờ hết em ơi. Giờ này giờ kia cũng đỡ được luôn á. Nói chung là cũng như full ngày rồi. Tại em cũng mới đến đây lần đầu à. Thì không biết là anh có thể làm PT riêng cho em được không? Anh hả? Giờ không biết thời gian rồi nó cũng căng lắm. Gian hơi kín lịch rồi, hơi chặt rồi. Anh giúp em đi, tại vì không ai chỉ em tập hết đó. Em đợi em tập sai mất công, chấn thương gì á, đau lắm. Thôi được rồi, anh thấy em có tố chất tập gym. Dạ. Nãy mới vô thấy cái bài soát em tập là anh thấy là em thích, anh thích những con người con gái thích tập gym như em đó. Chứ dạ. Mấy con quỷ kia nó vô trong phòng gym nó toàn là selfie, nó khoe mông khoe đít không à. Nó thật á, nhiều khi anh làm dịch vụ đây em nhịn nó thôi chứ ngoài xúc nó luôn rồi đó. Trời ơi, vậy mà chơi mình, có kia chị, con đó làm sao ngon hơn mình được. Có gì đâu, người thì thích tè mỡ kìa. Trời đất ơi, ra làm sao mà trắng bằng da chị đúng không? Đúng rồi, nhưng chị ngon hơn, em cũng ngon vậy mà không chịu nhỏ đó đó. Rồi anh dẫn em xuống dưới đăng ký gói PT nha. Dạ. Anh tư vấn cho em luôn. Dạ. Đi em. Gym dành cho cuộc sống, tôi nơi này hết lớn giữa đại dương. Gạo khí anh hùng, hoài bào quân vương, rừng say chiều đài, gym mơ đích thực, trái body thêm chiều sâu tri thức, vào mênh mang của xa lộ thành công, bản lĩnh can trường, người anh lao thẳng, gạo khí kiêu hùng một chữ nhất đời gym. Làm tim anh ngất ngây vì ngọt ngào ôi pháp burner, ly cà phê buổi sáng bài swatch em nhớ chăng, tập đi em chưa lo, cardio nâng cao những bước chân tình yêu chúng ta. Người yêu em ở đâu bây giờ để cho anh nhớ thương mong chờ. Kìa đường về sao vắng như đang chờ ai, nhớ ai. Tình BT anh vẫn luôn nồng nàn, dù cho em luôn vẫn gieo phũ vàng, chạy theo bao phù phiếm xa hoa giàu sang. Gym mơ đem ước mơ cho cuộc sống, trong trái tim anh. Nhưng mà anh thấy em á, có một cái gì cũng được hết, tập rất là nhiệt tình nhưng mà có cái thể lực đáp ứng không đủ. Dạ. Anh sẽ có quà cho em. Có quà nữa hả? Đây. Bây giờ em đừng hỏi nhiều, tại vì hỏi nhiều giải thích cũng hiểu. Anh bán cho nhiều người rồi. Cái nhỏ này uống trước tập bỏ vô bình, nó pha vô một lần muỗng. Cái bự này uống lúc đói bụng ở nhà. Đừng có bao giờ mà để ăn cháo trắng hột vịt muối nha. Đừng bao giờ ăn linh ta tin, ăn cái gì phải chụp hình hỏi anh cho kỹ. Dạ. Đó, cái này là anh tặng riêng em thôi. Anh thấy em tập nhiệt tình anh tặng riêng thôi, cái này nó không có nằm trong gói PT nha. Dạ, em cảm ơn anh. Ok em. Sướng quá. Anh ơi, em hỏi nè, ví dụ như mà em không có đến đây tập được á, thì không biết là anh có qua nhà em tập được không ta? Tại em nghe nói á là có gói PT tại gia gì á. Cái gói này thì nó mắc lắm, nhưng mà em bận như vậy á thì anh tập riêng cho em cũng được. Nhưng mà em đừng có nói cho mấy thằng ở đây nó biết nha. Thằng chủ Duy Nguyễn nó khôn lắm đó. Bây giờ cái gói mà em đăng ký hồi nãy á, là 40 triệu đó. Dạ. Thì em cứ tới đây tập ký tên, ký tên, ký tên cho có để nộp cho lễ tân nha. Dạ. Rồi còn cái việc ở nhà thì nói chung thì cái đó là riêng, nhưng mà cái học phí nó cao hơn đây, tại vì phải đi lại rồi. Dạ em hiểu mà, không sao đâu, miễn sao là anh đến nhà tập với em là được rồi. Em hạnh phúc mãi trong cuộc đời. Gym mơ đem ước mơ cho cuộc sống, trong trái tim anh. Rồi, được, hẹn gặp lại em. Dạ, ok, cảm ơn anh. Ủa anh Duy hả? Chào em. Anh vô nhà nha. Em ở chung cư mà lầu 40. Thang máy bên đây nó hư. Ôi mệt quá. Dạ anh uống nước. Cảm ơn em. Anh tìm được có khó không? Google hân hạnh tài trợ chương trình. À nè, anh có món quà cho em. Trời, có quà nữa hả? Em là người đầu tiên anh tặng quà đó. Đã quá vậy. Anh là người đàn ông nước Pháp mà. Cái này chắc em có rồi. Đổi đi. Hay cái này bà đàn chưa có nè. Nè. Wow. Em cho em. Hàng VIP của THOL nha em. Trời. Bà đẹp chưa? Nặng quá ha. Nặng lắm, cũng có 3 kg à. Dạ. Mà thôi chắc hôm nay em không tập tạ được không? Tại vì em đang bị đau cơ á. Mình tập cái gì nhẹ nhẹ thôi nha. Vậy hả? Dạ. Nhưng mà bữa khác tập nha. Dạ, hứa. Thôi để đây đi. Em cảm ơn nha. Vậy thì bữa nay chúng ta sẽ tập nhẹ nhàng thôi. Tập body weight, tập cơ thể. Nằm xuống đi, anh chỉ cho tập mông nè, đùi, bụng luôn. Dạ. Đơn giản thôi. Em nằm vô đây. Mọi chuyện còn lại để lo. Trách nhiệm của anh mà. Nằm xuống hả anh? Đúng. Đầu tiên á là ta phải căng cơ, khởi động. Này khởi động thôi nha em, mỗi bên 3 cái. Tay để cho thoải mái. Dạ. Khi mà lên đó thì thở, mà khi xuống đó thì hít vào. Bây giờ anh sẽ căng cơ đùi với cơ mông. Dạ. Thả lỏng nha. Đau nói anh. Rồi vậy đau rồi đó. Dạ. Đó. Căng giữ một chút, từ từ quen, giữ lâu hơn. Đó, cái này là căng cơ đùi sau với mông nha em, mặt động đẹp lắm. Ba cái là nghĩ em chịu không nổi rồi đó. Đau quá. Nó vô mà. Đó. Nó quá tốt, bảo đảm em vô tay anh mấy tháng sau đẹp hơn nhiều lắm luôn á. Đó. Rồi bây giờ tới đá bụng dưới là bụng đây nè. Đây nè. Nó, dưới đúng 2 xăng hả? Dưới đúng 2 xăng. 2 xăng thôi chứ 2 tấc nha. Dạ. Đó là bụng dưới. Gái mà ăn tà chanh rồi ăn xong lượng rồi dễ lên lắm. Đá lên, thở ra. Đúng rồi. Đó. Nè, lên thở ra. Đó. Không được, không được cong quá, thẳng tí nè. Thẳng tí nè, thẳng tí nó mới vô nhiều. Đừng thẳng đùi quá gãy lưng. Đó, thẳng vậy đó. Đó, sẵn tiện căng luôn. Em phải thuê PT thôi mới làm vậy chứ không một mình em sao giữ được hết. Em thấy giá trị của PT chưa? Dạ thấy. Rồi tiếp tục, bây giờ là anh sẽ tập cho em cái phần này, 2 phần này nè. Đi lường đúng không anh? Đúng rồi, để cho cầm cho nó đẹp cho nó nhỏ. Dạ. Đó bây giờ là để gối cong lên đi ha. Em sẽ bật dậy. Dạ. Em mà không nổi thì sẽ đỡ em. Nhưng mà khi động em lên đây nè, em xoay cái người em qua nhìn anh. Dạ. Để cho nó tác động vô phần cơ này. Dạ. Nha. Rồi chúng ta bắt đầu. Để xem thép rồi nha. Dạ. Rồi. Lên. Thở ra. Chính xác. Cái nữa nè. Lên. Nghiêng qua đây. Đó, này nghiêng là cái nghiêng là như này, cái bài xoay qua về đồng đó. Wow. Hả? Trời. Của anh ngực to vậy luôn á hả? Chịu khó tập lắm á chứ hồi xưa nó xẹp à. Bởi vì tập gym nó thần kỳ vậy đó em. Vậy anh tập gym giống như vậy luôn nữa. Chị nhỏ, trời ơi trách nhiệm của anh mà. Rồi. Dạ. Cái đó nè. Qua đây. Ủa anh sao vậy? Hả? Sao tự nhiên mới tập mà em choáng quá à. Ủa anh nhớ anh chị em hít thở đúng mà ta. Chắc là do sáng em ăn sáng ít đó. À vậy hả? Dạ, anh đỏ em ăn vừa được không? Được rồi. Em giống mặt quá à. Rồi em có sao không vậy? Ôi, biết kỳ cục hôm nay tập xui vậy ba. Sao tự nhiên em choáng quá à? Hả? Em? Sao em chóng mặt quá trời luôn á. Nhà có thuốc không? Dạ không. Ngày mai tiếp nha. Dạ. Anh về hả? Thôi anh đừng về được không? Em không muốn anh về. Em thích anh. Em sao vậy? Em sợ. Em sợ cái gì? Em không biết nói với ba mẹ, nói với mọi người sao nữa. Trời, có gì đâu mà. Thôi đã lỡ rồi em ơi. Anh nghĩ đâu không sao đâu, mình lớn hết rồi mà. Nhưng mà anh rất thương em không? Thôi được rồi, anh lo, để anh lo cho nha. Anh tới rồi hả? Chào em. Hôm nay sẽ tập bài mới. Bài mới hả? Bài mới có thực tế mới không? Phải có thôi. The next day. Thuốc phiện của đời em tới rồi đây. Hôm nay anh tới hơi trễ rồi đó. Trễ cũng phải qua. 3 weeks later. Khờ ghê. Mày cứ bênh. Khờ gì mà khờ. Đàn ông mà dính hai vạch thế này. Ngu. Ngu thì chết chứ khờ gì. Với loại này thôi, chị em mình không cần phải nói nữa đâu. Không cần. Đúng chưa? Đúng lắm mà. Trời ơi trời. Một đời vũ gái bữa nay bị gái gài. À, coi phim xong rồi đó thì fan của Duy Nguyễn comment cho anh biết đi, tác giả bào thai đó là của ai theo các em? Và trong cái câu chuyện vừa rồi, kiến ăn cá hay là cá ăn kiến hay là tất cả ăn nhau? Comment. Hay thì share và like đi ba. Cười gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết điều là không biết à. Cô chùa hoài.